Tăng tốc đã là chuyện thường ngày ở dải Gaza sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra. Đây là tang lễ dành cho những nhân viên cấp cứu được chôn cất vào hôm 28 tháng 6. Họ thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào trụ sở của cơ quan khẩn cấp dân sự Palestine ở trại Al-Nusayrat. Đồng đội họ đã chạy về phía đám cháy, đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Cơ quan cứu hộ cho biết cơ sở của họ bị tấn công ngay trước nửa đêm. Cơ quan này cho biết đã có 74 nhân viên cấp cứu bị lực lượng Israel giết hại từ khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 7 tháng 10 cho đến nay. Việc mất đi các nhân viên cứu hộ góp thêm một thảm kịch đối với người dân Gaza. Israel đã phát động cuộc tấn công trên không và trên bộ lớn vào Gaza sau khi các tay súng Hamas tấn công vào các cộng đồng Israel ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt 250 người làm con tin, theo thống kê của Israel. Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến hơn 37.000 người thiệt mạng. Một đoạn video do quân đội Israel công bố hôm 28 tháng 6 cho thấy xe tăng Israel hoạt động ở Shechaya, phía bắc dải Gaza, trong khi các quan chức Palestine cho biết lực lượng Israel cũng đang đẩy mạnh tấn công ở phía nam. Người dân và giới truyền thông Hamas cho biết xe tăng tiến sâu hơn về phía tây vào Rafah, buộc hàng ngàn người sơ tán đến đó phải rời lều trại một lần nữa chạy loạn sang Khan Yunis. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận. Kể từ ngày 7 tháng 5, xe tăng đã tiến vào một số quận của Rafah và các lực lượng Israel vẫn kiểm soát toàn bộ đường biên giới với Ai Cập và cửa khẩu Rafah, cửa ngõ duy nhất của hầu hết 2,3 triệu người dân Gaza với thế giới bên ngoài. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.